Chiều nay, đoàn chúc Tết của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết các đồng chí, nguyên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ. Đoàn đã đến thăm và chúc Tết ông Nguyễn Trung Hiếu và ông Trần Giang Chuyện, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại mỗi nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu đã thông tin đôi đét về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022. Đồng thời bày tỏ vui mừng khi thấy các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh luôn mạnh khỏe, gia đình đầm ấm, nhất là luôn theo dõi, nắm bắt tình hình kinh tế xã hội và mọi mặt đời sống của tỉnh. Qua đó mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh với kinh nghiệm đã có sẽ có những ý kiến đóng góp hiến kế giúp công tác điều hành chỉ đạo của tỉnh ngày càng hiệu quả hơn. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Giang Lâu đã tặng quà Tết và chúc các đồng chí cùng gia đình đón năm mới mạnh khỏe, vui tươi và sự dư ý. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cũng đã gửi lời cảm ơn về sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm và chúc Tết. Đồng thời bày tỏ vui mừng khi thấy tỉnh sóc trăng có sự phục hồi và phát triển tốt sau đại dịch Covid-19. Qua đó cũng lưu ý một số vấn đề tỉnh cần quan tâm sắp tới. Sáng nay 11 tháng 1, đoàn cán bộ của tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Sắc, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết cán bộ hưu trí gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cù Lao Dung. Đoàn đã thăm chúc Tết tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Quỳnh Thị Nghĩa, thăm ông Lê Hoàng Hưng, nguyên quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu Giang cũ, ông Phạm Hồng Văn, nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy Cù Lao Dung, Tại các điểm đến, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Sắc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt kinh tế gia đình của các mẹ Việt Nam anh hùng và cán bộ hưu trí. Chúc mẹ và các gia đình chính sách đón Tết vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc. Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm tặng quà và chúc Tết đồng biên phòng An Thành Ba. Ghi nhận sự đóng góp của các chiến sĩ biên phòng trong công tác bảo vệ, kiểm soát an ninh dùng biển, phòng chống tội phạm, giúp ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này, với chuyến thăm chúc Tết của các cấp, các ngành cùng chính quyền địa phương, các đơn vị, mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình cán bộ hưu trí rất xúc động, bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn trước sự quan tâm này. Sáng ngày 11 tháng 1, ông Nguyễn Văn Thống, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sóc Trăng cùng đoàn đã đến thăm chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại thành phố Sóc Trăng. Theo đó, đoàn đã đến thăm chúc Tết gia đình ông Nguyễn Thế Hải, nguyên quỹ viên ban thường vụ tỉnh quỹ nguyên chủ nhiệm quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ sóc trăng ông lê thanh nhẫn nguyên chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sóc trăng ông lê minh cơ nguyên chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh gia đình anh hùng lực lượng vũ trang ngôi dân tảo nguyên quỹ viên ban thường vụ tỉnh quỹ ông lê trung hậu nguyên tỉnh quỹ viên ông trần dương Tiễn, nguyên quỹ viên ban thường vụ tỉnh quỹ nguyên chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh sóc trăng ông nguyễn văn thống nguyên quỹ viên ban thường vụ tỉnh quỹ nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bà Trần Thị Quýt, nguyên chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Sóc Trăng. Tại các nơi đến, đoàn đang cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn đến các các bộ hưu trí và gia đình đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của tỉnh trong thời gian qua. Nhân dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão năm 2023, ông Nguyễn Văn Thống đã gửi tặng các đồng chí phần quà Tết chúc năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và dạng sự như ý. Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác vừa đến thăm và chúc Tết gia đình các cán bộ hưu trí và đơn vị trên địa bàn huyện Trần Đề. Đoàn đã đến thăm đồng chí Võ Tấn Thắng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Thiên Cần, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Du lịch, đồng chí Thạch Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, gia đình đồng chí Trương Văn Mạnh, nguyên trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tại mỗi điểm đến, đoàn đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022, những chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023. Các đồng chí nguyên lãnh đạo đã gửi gắm đến đoàn nhiều tâm tư nguyện vọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương, nhất là việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tại mỗi điểm đến, đoàn đã tặng quà chúc các đồng chí và gia đình đón Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023 đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. Đến thăm và chúc Tết tại hải đội 2 thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ông lâm hoàng nghiệp đánh giá cao kết quả hoạt động của các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mong muốn trong thời gian tới đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết phối hợp tốt cùng địa phương để tăng cường công tác tuần tra tuyên truyền nhằm giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển đảo của tỉnh chúc đơn vị nhiều sức khỏe đón tết cổ truyền an lành tiết kiệm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2023. Sáng ngày 11 tháng 1, Ban chỉ đạo Tết quân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2023 tại xã Long Bình, thị xã Ngã Năm. Đến dự có Đại tá Đỗ Tiến sĩ, Chính quỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tết quân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Diệt, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Ngã Năm. Với chủ đề lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng về giới cội nguồn vui xuân đón Tết, các hoạt động Tết quân dân năm 2023 tại xã Long Bình diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 1 với nhiều công trình phần diệt như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình đồng đội, nhà đại đoàn kết, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách hộ nghèo, trao học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo, tặng quà cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, xây cầu sửa lộ, các công trình phúc lợi, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, hội thi gói bánh tét, mâm cơm ngày Tết, hội chợ xuân, đưa hàng Việt về nông thôn. Thông qua các hoạt động sẽ giúp cho đồng bào có thêm cái Tết ấm áp, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân. Nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, sáng ngày 11 tháng 1, đoàn cán bộ huyện Mỹ Tú đã đến thăm chúc Tết Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng. Thay mặt đoàn, bà Tô Nài Não, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện Mỹ Tú, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ban giám đốc và đội ngũ viên chức của đài vẫn tích cực hoàn thành tốt hoạt động sản xuất và phối hợp sản xuất các chương trình, phản ánh kịp thời về phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh. Cũng đến chúc Tết tại đài, đại diện công ty cổ phần Len Agrevo đã gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ đơn vị, mong muốn trong năm 2023, công ty và đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt hơn nữa các chương trình, thay mặt tập thể đài phát thanh và truyền hình tỉnh sóc trăng ông nguyễn văn bốn giám đốc đài bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện mỹ tú và công ty cổ phần lên aprevo đây là động lực giúp cho tập thể đài tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới